Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS sẽ ra mắt phim tài liệu Hidden Earth, tạm dịch là Trái đất ẩn, gồm 5 tập với nội dung về lịch sử địa chất bán đảo Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà đài. Bộ phim được đầu tư sản xuất với chi phí 1,4 tỷ won, 1,08 triệu đô la Mỹ và là chương trình truyền hình trong nước đầu tiên được phát sóng với độ phân giải 8K. Bộ phim giới thiệu cảnh đảo Thê Y thuộc thành phố Incheon, nơi có tảng đá lâu đời nhất trên bán đảo Hàn Quốc, hay xã Năng Đô ở thành phố Yosu, tỉnh Nam Chơn La, nơi có dấu tích của khủng long. Từ biển mắc ma đỏ biến thành ngôi sao xanh như mọi người vẫn biết, hay những lớp nham thạch tích tụ trong suốt 4,6 tỷ năm qua, nơi chôn giấu những bí mật của trái đất và bảo tàng địa chất Hàn Quốc, nơi bảo tồn nham thạch của mọi thời đại, từ thời đại cổ sinh cho tới thời đại tân sinh. Đây là bộ phim của nhà sản xuất Y Quang Rốc, một người đã có hơn 30 năm sản xuất các bộ phim tài liệu về tự nhiên. Ông Y cho biết địa chất của bán đảo Hàn Quốc vô cùng sặc sỡ. Nếu hiểu hơn nguồn gốc của chúng thì sẽ có nhiều câu chuyện thú vị hơn nhiều. Và mọi người sẽ có cái nhìn khác về mảnh đất mà hàng ngày chúng ta đặt chân lên. Bộ phim sẽ đưa người xem đến khám phá hơn 100 địa điểm trên toàn thế giới với những đồ họa sống động giúp người xem dễ hiểu hơn một nhà địa chất học cho biết so với các hòn đá khổng lồ ở Tây Australia thì nham thạch có nhiều chủng loại hơn gấp hàng trăm lần. Bộ phim tài liệu sẽ là cơ hội để nhiều người có nhận thức mới về giá trị của những hòn đất bé nhỏ. Năm tập của phim tài liệu Hidden Earth với nội dung kết nối quá khứ với hiện tại qua nham thạch, chiếc chìa khóa của sự sống và văn minh sẽ bắt đầu được phát sóng trên kênh KBS từ ngày 2 tháng 3 tới.